Xin gửi lời chào buổi sáng đến quý vị. Lê Nam và Phương Nhân rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong podcast nghe nhanh 6 giờ sáng nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2023. Chương trình sẽ chuyển đến quý vị các tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế. Và quý vị ơi, đừng quên nhé, nghe nhanh 6 giờ của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày trên một podcast của Thanh Niên Online và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bây giờ, hãy cùng Phương Nhân và Lê Nam điểm lại những chuyển động trong 24 giờ qua. 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam khai báo, có người nhờ xách hàng hóa, trả công 10 triệu đồng. Bộ Công an đề xuất cấp biển số xe theo mã định danh. Bộ Công an cảnh báo chiêu dọa khóa SIM để đánh cắp thông tin, chiếm số. Bamboo Airways tìm được nhà đầu tư mới, thay thế ông Trịnh Văn Quyết. Trong góc nhìn sáng nay, nghe nhanh 6 giờ sẽ gửi đến quý vị câu chuyện nhìn lại 30 năm kể từ ngày Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên và gặp gỡ bà Võ Thị Thượng, một trong hai bệnh nhân được ghép thận. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý trên mạng xã hội, giải trí và tin tức thế giới. Bây giờ, nghe nhanh 6 giờ cũng đã sẵn sàng. Mời quý vị đến với thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, mở đầu nghe nhanh 6 giờ hôm nay là thông tin mới về vụ 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị phát hiện xách 10kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam gây xôn xao dư luận. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc. Các tiếp viên khai khi ở Pháp có một người chưa xác định danh tính nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Qua sàng lọc soi chiếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nghi vấn trong vali của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp. Kiểm tra những tuýp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên, lực lượng chức năng tìm thấy 10kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Đáng nói, chúng không bị phát hiện ở sân bay Pháp cho đến khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Để đảm bảo các công tác về tố tụng hình sự và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng cùng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tiến hành kiểm tra trọng điểm 4 tiếp viên này. Đồng thời, tiến hành trưng cầu giám định tang vật nghi là ma túy đã thu giữ. Sau khi có kết quả, đơn vị có công văn đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tối hôm qua, ngày 17 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 bị can sau khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, tức AIC, và các đơn vị có liên quan. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, các quyết định và lệnh vừa nêu được thực thi ngay sau khi Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện Bộ Công an đang điều tra để kết luận hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Trong số các bị can, có ông Nguyễn Anh Dũng là anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này, bà Nhàn bị tuyên án 30 năm tù. Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo lần 2 thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Dự kiến, thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thay thế thông tư 58. Theo đó, Bộ Công an đề xuất biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đối với chủ xe là người Việt Nam, thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài, thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Còn đối với tổ chức, thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Chủ xe có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương nào, thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, thì biển số xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi, cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Công dân từ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe. Người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Trong dự thảo, công an cấp xã, phường sẽ được quyền cấp biển số xe máy, còn công an cấp quận, huyện sẽ được quyền cấp đăng ký cho ô tô. Trước thông tin các thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa vào ngày 31 tháng 3, những trường hợp thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin sẽ được nhà mạng gửi tin nhắn mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp để nhắc nhở. Và thế là tội phạm mạo danh nhà mạng hỗ trợ thuê bao bắt đầu xuất hiện.
Thủ đoạn của chúng là mạo danh nhân viên nhà mạng thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo đến người dân, thông báo thuê bao sắp bị khóa, yêu cầu nâng cấp, bổ sung thông tin cá nhân, lừa chiếm đoạt SIM điện thoại di động rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, hoặc lừa đánh cắp thông tin cá nhân để phục vụ cho mục đích xấu. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác đề phòng trước các cuộc gọi từ số lạ, dọa khóa thuê bao. Nếu nhận được các tin nhắn giả danh các nhà mạng, người dân không ấn vào đường link yêu cầu cập nhật thông tin. Cần chủ động kiểm tra lại thông tin thuê bao đã chính chủ hay chưa, theo cú pháp TTTB gửi 1414. Cú pháp này áp dụng cho tất cả các nhà mạng. Nếu SIM chưa chính chủ, người dân cần đến các điểm giao dịch của nhà mạng hoặc dùng ứng dụng của nhà mạng để cập nhật lại thông tin. Công ty cổ phần hàng không Che Việt, tức Bamboo Airways, cho biết đã tìm được nhà đầu tư mới để thay thế cho các cổ đông cũ, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết. Bamboo Airways cũng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông cũ cho nhà đầu tư mới. Việc chuyển nhượng được thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước theo đúng quy định và được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. Số lượng cổ phần chuyển nhượng được các cổ đông cũ thế chấp tại các ngân hàng từ năm 2020. Ngoài việc thanh toán giá mua cổ phần, nhà đầu tư mới cũng đồng ý kế thừa và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các khoản vay trước đây do các cổ đông cũ dùng chính cổ phần Bamboo Airways để cầm cố, thế chấp cho ngân hàng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin trong nước. Sau đây là chuyên mục Góc nhìn sáng nay. Thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tổ chức hội thảo khoa học về ghép thận và lễ kỷ niệm 30 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên của bệnh viện vào năm 1992. Sau 3 thập kỷ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện hơn 1.120 ca ghép thận, tỷ lệ thành công cao tương đương với các nước trên thế giới. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là đơn vị tiên phong triển khai các giải pháp để mở rộng nguồn thận hiến. Và nhân dịp đặc biệt này, Báo Thanh Niên có cuộc gặp gỡ với bà Võ Thị Thượng, 65 tuổi, ở tỉnh Long An, một trong hai trường hợp đầu tiên ghép thận thành công ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Hơn 30 năm trước, bà Võ Thị Thượng, lúc đó 35 tuổi, đã tuyệt vọng và nghĩ tới cái chết khi biết bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Sau nhiều tháng phải chạy thận để duy trì sự sống, bà cùng một bệnh nhân khác may mắn được Bệnh viện Chợ Rẫy chọn để ghép thận. Chính ca ghép thận vào tháng 12 năm 1992 đã cho bà cuộc sống mới. Đối với tôi là phải nói là rất là một sự may mắn là như mình được sinh ra một lần nữa. Lúc đó là cái con đường để sống là rất là mờ mịt. Mình không có khả năng để mình đi nước ngoài mình ghép như bao người. Mà chạy thận hoài thì mình chịu cũng không nổi. Da rồi sạm xịt mà ăn uống cũng không được nữa. Mình đang nghĩ là ghép được thận thì phải nói là vô cùng may mắn luôn. Mà đợt đầu mình ghép lại không có tốn chi phí nữa. Được tài trợ hết. Khi mà ghép thận được mấy ngày là cô thấy nó có thay đổi liền đó. Cô ăn uống được liền. Còn trước đó là ăn rất là khó, mặc dù chạy thận rồi nhưng mà ăn uống coi như nó dễ bị ói á, ăn không có được. Ghép thận xong rồi là ăn làm như cái gì cũng ngon á. Mỗi ngày bác sĩ xét nghiệm máu rồi về sáng là cho cân, làm như nó lên ký mỗi ngày luôn á. Trong vòng 4 tháng mà nằm viện, coi như nằm ở Chợ Rẫy 4 tháng mới cho xuất viện là cô lên được 9 ký. Trời ơi, với bác sĩ xin trưởng khoa, ổng nó bứt bớt là không cho ăn nhiều nữa. Trong lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận diễn ra vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, bà Thượng cùng chồng tới Bệnh viện Chợ Rẫy để gặp gỡ, tri ân những y bác sĩ đã giúp mình bảo toàn sự sống. Bên cạnh lời cảm ơn, tri ân đến những y bác sĩ, bà Thượng cũng bày tỏ lòng biết ơn người cha của mình, vì ông là người đã cho bà một bên thận. Phải nói lúc đó là mình thấy thương ba nhiều lắm, mà ba luôn, coi như ba được thông báo là chọn để mà cho trái thận đó, ba lại mừng. Mặc dù trước đó là ba nhát lắm, ba bệnh cái gì sơ là ba rên dữ lắm à. Nhưng mà khi mà nghe con mình được chọn để ghép làm như ba mừng. Ba còn nói giấy chọn ghép được, ba còn về ba cúng heo quay nữa. Lúc đó ba 59 tuổi,
là bây giờ là ba đã 89 tuổi rồi nhưng mà ba vẫn khỏe. Cách đây 2 năm ba vẫn còn chạy Honda đi chơi được mà. Rồi giờ thì tôi sợ, tôi không dám cho chạy, tại vì ngoài đường xe nhiều quá cũng hơi sợ. Chia sẻ về ca ghép thận đầu tiên này, Phó giáo sư tiến sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa ngoại tiết niệu chia sẻ, ông rất vui và hạnh phúc khi ekip bệnh viện đã đem lại sức khỏe, giúp bệnh nhân quay lại cuộc sống bình thường. Nhìn thấy bệnh nhân lần đầu tiên có nước tiểu từ quả thận ghép, cả ekip lúc đó như vỡ òa vì hạnh phúc, bởi thận là cơ quan có chức năng lọc máu và chất thải cho cơ thể. Chất thải tiết ra vào dịch lọc hình thành nước tiểu. Bệnh nhân có nước tiểu sau ghép thận chứng tỏ quả thận mới hoạt động tốt, tức ca ghép thành công. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thành công của những ca ghép thận đầu tiên đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ghép thận nói riêng và lĩnh vực ghép tạng nói chung tại bệnh viện. Hiện nay, ghép thận trở thành kỹ thuật thường quy, được xem là một trong các phương pháp điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối hiệu quả. Thời gian sống kéo dài và chi phí thấp hơn so với các phương pháp điều trị khác. Một cái thành công trong vòng 30 năm qua ghép tạng đó là hai chữ đoàn kết. Cái đó là một sự thành công nhất với tập thể chúng tôi hiện tại. Tại vì đối với một trường hợp ghép tạng có khi chúng ta phải huy động đến 200 nhân lực để phục vụ một ca ghép tạng. Do đó nếu như không có sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí thì chúng ta không thể nào thực hiện thành công được. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là đơn vị tiên phong triển khai các giải pháp để mở rộng nguồn thận hiến với những dấu mốc đáng nhớ như ghép thận từ người cho chết não vào tháng 4 năm 2008, ghép thận từ người cho tim ngừng đập vào tháng 6 năm 2015, ghép thận đối chéo người cho vào tháng 1 năm 2017, ghép thận không tương hợp nhóm máu ABO vào tháng 12 năm 2021. Đặc biệt, nhằm phát triển nguồn thận ghép và tạo sự công bằng trong ghép tạng, tháng 10 năm 2014, Bệnh viện Chợ Rẫy lập đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người. Không chỉ số lượng ca ghép thành công tăng lên, mà hiện nay số lượng người đăng ký hiến tạng cũng tăng lên. Bệnh viện Chợ Rẫy có số người đăng ký hiến tạng cao nhất nước với hơn 62.000 người, chiếm gần 50%. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhận thức của nhiều người về hiến tạng đã thay đổi. Họ sẵn sàng cho đi để mang lại một cuộc sống mới cho những người khác. Chuyển sang mục lướt mạng, thưa quý vị, trong 2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn video quay lại cảnh chính quyền địa phương và người dân ở Hà Tĩnh giúp một tài xế container tiêu thụ hơn 20 tấn xoài. Được biết, khoảng 3 giờ ngày 15 tháng 3, khi đang lưu thông trên địa bàn xã Đan Trường, huyện Xuân Nghi, tỉnh Hà Tĩnh, do gặp sương mù nên xe container này bị mất lái, lật nghiêng bên đường ven biển. Vụ tai nạn khiến tài xế bị chấn thương phần mềm vùng mặt, phương tiện bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục hành trình chở hàng ra cửa khẩu ở Lạng Sơn như lộ trình. Sau vụ tai nạn, chính quyền xã Đan Trường có mặt để hỗ trợ tài xế bốc xếp hàng. Người dân địa phương cũng nhanh chóng tìm đến để thu mua xoài giúp tài xế. Những hình ảnh của sự việc đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người cảm thấy xúc động trước tình cảm của chính quyền và người dân địa phương khi hỗ trợ bắt tay tiêu thụ số lượng xoài nói trên. Đến nay, người dân đã đến hỗ trợ giúp đỡ thu mua khoảng gần 20 tấn xoài. Số còn lại đang được chính quyền địa phương kêu gọi người dân tiếp tục giải cứu. Thưa quý vị, sau thành công tại lễ trao giải Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh nhận được một cơn mưa lời khen chúc mừng từ công chúng và nhiều đồng nghiệp tại Trung Quốc. Thậm chí, nam diễn viên Lý Liên Kiệt đến tận lễ trao giải để ủng hộ nữ minh tinh. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện nữ diễn viên Trương Tử Di, người từng đóng chung với Dương Tử Quỳnh trong phim Ngọa Hổ Tàng Long và phim Hồi ức của một geisha, không đăng bài chúc mừng đồng nghiệp. Cụ thể, trên mạng lan truyền bài đăng chỉ trích Dương Tử Quỳnh đoạt Oscar nhưng Trương Tử Di không chúc mừng. Bài viết sau đó bị báo cáo và biến mất với lý do vi phạm quyền và lợi ích cá nhân. Tài khoản đăng bài còn bị cấm sử dụng Weibo trong 15 ngày. Trước sự việc, nhiều người cho rằng Trương Tử Di đã can thiệp khiến tài khoản này bị cấm hoạt động và chỉ trích nữ minh tinh ghen tị với thành công của Dương Tử Quỳnh. Vì thường ngày, nữ diễn viên hay lên tiếng trước những vấn đề nóng trong xã hội hoặc sự việc tâm điểm trong giới giải trí. Nhưng với tin vui của đàn chị, tưởng chừng thân thiết như vậy mà nữ diễn viên lại lảng tránh,
nên mới khiến dư luận bày tỏ sự thắc mắc. Bên cạnh đó, không ít bình luận bênh vực mỹ nhân họ Trương, cho rằng bài đăng mang tính chất bôi nhọ. Có thể Trương Tử Di đã chúc mừng Dương Tử Quỳnh một cách riêng tư và không cần khoe mẽ. Từng được mệnh danh là Kình Ngư hay Tiểu Tiên Cá của làng bơi lội Việt Nam, anh Viên lập được nhiều kỷ lục, giành khoảng 150 huy chương các loại, trong đó có 25 huy chương vàng SEA Games. Vào đầu tháng 3 năm nay, anh Viên chính thức thông báo giải từ đội tuyển bơi lội Việt Nam sau hơn 12 năm gắn bó. Dù không còn tham gia đường đua xanh, nhưng cái tên anh Viên vẫn nhận về nhiều sự quan tâm. Sau khi giải nghệ, cô nàng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội với tư cách mới, giáo viên dạy bơi. Trên kênh TikTok mới lập, anh Viên liên tục cập nhật hình ảnh đời thường. Cô còn làm các clip hướng dẫn mọi người các kỹ thuật bơi cơ bản như lướt nước, cách thở trong nước, cách nổi người. Dễ lắm, Viên chỉ cho là câu nói cửa miệng của cô giáo khi mở đầu video. Đặc biệt, phong thái tự tin, nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của Kình Ngư Ánh Viên thu hút nhiều sự chú ý. Không chỉ vậy, cô nàng cũng nhanh chóng bắt trend biến hình thị màu. Nhanh chóng, người hâm mộ để lại nhiều lời khen dưới phần bình luận. Thưa quý vị, sau đây là những thông tin quốc tế mới nhất. Mới đây, hãng Reuters dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho biết theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 sắp tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức xác nhận thông tin chuyến đi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, trong chuyến thăm này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực với Tổng thống Putin. Vào tháng 2 năm 2022, Trung Quốc và Nga đã thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn. Kể từ đó, hai bên tiếp tục tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương. Năm ngoái, thương mại của Nga với Trung Quốc tăng thêm 1/3, lên mức kỷ lục mới. Bỉ là nước thành viên Liên minh châu Âu thứ hai công nhận đạo Phật là tôn giáo chính thức tại nước này, sau khi chính quyền liên bang thông qua dự luật vào hôm qua, mở đường cho đoàn thể tăng lữ, Phật tử tiếp cận nguồn ngân sách liên bang, mở trường học. Từ tháng 3 năm 2006, Hiệp hội Phật giáo Bỉ đã đề xuất chính quyền Brussels về việc công nhận hoạt động tại nước này. Khi được Quốc hội bỏ phiếu thông qua dự luật, các đoàn thể Phật giáo sẽ có thể mở trường học, rao giảng kinh Phật, gửi các đoàn tăng lữ đến các địa điểm như cảng biển, sân bay, trại giam, trại lính, bệnh viện. Toàn bộ các tỉnh tại Bỉ và vùng thủ đô Brussels sẽ cấp tài chính cho một trung tâm Phật giáo tại địa phương. Trước Bỉ, Áo là nước thành viên EU đầu tiên công nhận Phật giáo là tôn giáo chính thức. Thưa quý vị, sau đây là dự báo thời tiết hôm nay 18 tháng 3 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 độ. Khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Buổi trưa trời giảm mây, hửng nắng. Từ chiều sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 độ, riêng khu vực Tây Bắc 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ vùng núi mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng đồng bằng và ven biển mưa vài nơi, cần sáng và sáng mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 độ, có nơi trên 28 độ. Dự báo thời tiết cho khu vực Nam Trung Bộ về đêm không mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 độ. Ở Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 độ, có nơi trên 33 độ. Cuối cùng là khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, ngày có nắng. Khu vực phía Đông nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ, miền Đông từ 36 độ. Thưa quý vị, đến đây thời lượng nghe nhanh 6 giờ của Podcast Thanh Niên đã hết. Lê Nam và Phương Nhân cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng mỗi ngày trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và không quên chúc quý vị một ngày mới thật nhiều năng lượng, sức khỏe và bình an.